cái mà phải nói là nãy giờ học cái đau vai á, nếu mà hồi đó mà máy là phải giơ tay xin làm rồi, tại vì cái vai đau ghê lắm. Cô nhớ cái bài học mà lúc mới học cảm xạ không? Trời, nhờ rung động thư giãn á, nhờ anh Tuấn đem đồ theo, anh Tuấn nói ý quên rồi đó, cái là cái rung động thư giãn. Sau cái đợt đó về nghe nó bớt hẳn luôn, cái xong cái mình trường gan thời gian mình cũng nghe, có hồi nó đau lại, có hồi nó không đau, quên bẵng luôn, tới bây giờ là không có đau gì, mấy tháng là nay cũng biết đau cái vai là cái gì hết. À, mà hồi đó thì phải nói nó đau mạnh tính, nó đau mà không nhấc lên được, mỗi lần đi không đa là phải đi giày nè, hỏng giày thì nó mỏi quá không chịu được, rồi về không làm được, nói chung cái vai phải này mỗi lần em bấm thì em bỏ thẳng luôn không bấm, bởi vì mỗi lần mà em bị em bấm cho này một người thôi là về em đi ngay, không có làm được, nghe qua bỏ thẳng. Nhưng mà phải công nhận là hết rồi, là không hay. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.